Theo thông tin từ tờ Le Quai, huấn luyện viên Jose Mourinho sẵn sàng nhận lời dẫn dắt PSG và đang chờ đề nghị cụ thể từ phía đội bóng thành Paris. Mourinho còn hợp đồng với AS Roma tới tháng 6 năm 2024, nhưng theo Messaggero và La Gazzetta dello Sport, mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha với lãnh đạo đội bóng, đặc biệt là giám đốc thể thao Thiago Pinto chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Được biết, ông ngày càng thất vọng khi ban lãnh đạo không đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đội hình. Bất chấp sở hữu lực lượng không được đánh giá cao, Mourinho vẫn giúp Roma đoạt chức vô địch Europa Conference League năm 2021-2022. Kết quả hết yếu, người đặc biệt đang nghiêm túc cân nhắc ra đi vào cuối mùa giải. Trước mắt, ưu tiên của Mourinho là cố gắng giúp Roma đoạt chức vô địch Europa League, đã vào chung kết gặp Sevilla, qua đó có vé dự Champions League mùa tới. Nếu gia nhập PSG, Mourinho không chỉ được đáp ứng nhu cầu mua sắm lực lượng, làm việc trong môi trường giàu tham vọng, mà còn có cơ hội cộng tác với người bạn thân Luis Campos, giám đốc thể thao của đội bóng thành Paris. Hiện phía PSG vẫn chưa gửi lời đề nghị nào tới Mourinho do ban lãnh đạo còn cân nhắc nhiều cái tên khác như Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane, Marcelo Gallardo, Thiago Motta. Mặt khác, Le Quai nhấn mạnh không có gì bất ngờ nếu huấn luyện viên Christophe Gutierrez không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo PSG mùa tới. Dù gần như chắc chắn giành chức vô địch League 1, PSG vẫn trải qua mùa giải năm 2022-2023 không thành công khi bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League. Sau trận thua Lyon 0-1 hồi đầu tháng 4, một nhóm cổ động viên PSG đã tìm gặp giám đốc thể thao Luis Campos để yêu cầu sa thải nhà cầm quân 56 tuổi. Theo tờ Le Parisien, Pháp, không chỉ cổ động viên, giới chủ Qatar cũng mất kiên nhẫn với Gutierrez. Một nguyên nhân khác khiến Gutierrez hết cửa trụ lại PSG là mối quan hệ ngày càng xấu đi với giám đốc thể thao Luis Campos.